Top những loài thằn lằn được nuôi làm thú cưng nhiều nhất. Thế giới thằn lằn vô cùng rộng lớn với gần 4.000 loài. Vậy đâu là những loài được con người yêu mến và nuôi nhiều nhất? Sau đây là những loài dễ nuôi và dễ thương nhất trong số chúng. Bearded Dragon, rồng Úc hay còn gọi là rồng dâu. Rồng Úc với đặc điểm có đầu hình tam giác, thân hình phẳng, ở hai bên đầu và thân có gai nhỏ chạy dọc từ đầu xuống thân. Chúng có kích thước trung bình từ 30 đến 60 cm. Rồng dâu được xem là một loài thằn lằn thân thiện nhất trong thế giới thằn lằn. Với tính cách điềm tĩnh, dễ gần, chúng rất thích được tương tác, đặc biệt là khi được xoa bóp và chơi cùng. Nên điều này khiến chúng trở thành thú cưng phổ biến. Điểm đặc biệt ở loài thằn lằn này là tính cách lười biếng. Điều đó giúp chủ nhân nó có thể để chúng lên vai và theo bất cứ nơi đâu. Leopard gecko, thằn lằn da báo hay tắc kè da báo. Có lẽ là loài vật nhìn đáng yêu nhất trong danh sách. Với ngoại hình cảm thấy chúng luôn mỉm cười, nên thằn lằn da báo được coi là thằn lằn hạnh phúc nhất, dễ thương nhất. Chúng cực kỳ ngoan ngoãn và thân thiện. Thằn lằn da báo có kích thước từ 18 đến 25 cm. Chúng có đôi mắt khá to so với kích thước đầu. Điều này khiến chúng đã đáng yêu càng đáng yêu hơn. Thằn lằn da báo có thời gian sống khá dài so với một số loài thằn lằn cảnh khác, có thể sống từ 10 đến 20 năm tùy thuộc vào chăm sóc. Crested gecko, tắc kè màu hay tắc kè lông mi. Với ngoại hình độc đáo của tắc kè màu là có phần vảy gai phía trên mắt nhìn như lông mi của chúng. Lớp vảy gai nhỏ này chạy dọc từ mắt đến phần lưng và đuôi. Thằn lằn màu thường có tính cách nhã nhặn và dễ thương. Chúng có những ngón chân giống ếch và thân hình nhỏ bé. Điều này giúp chúng có thể tự đứng vững và cuộn tròn quanh cành cây. Thằn lằn màu có kích thước trung bình từ 15 đến 25 cm, không như các loài thằn lằn khác, chúng không thể tự mọc lại đuôi. Với nhiều loài đều có thể tự mọc lại đuôi khi rụng, còn tắc kè màu lại là trường hợp ngoại lệ. Green Anon, thằn lằn xanh Anon. Chúng có nguồn gốc từ Mỹ, là loài thằn lằn kích thước nhỏ, với chiều dài thân thường khoảng 13 đến 20 cm, chúng thường có màu xanh lá cây hoặc nâu. Hầu hết các con thằn lằn đực có phần mô cương cứng trên cổ, có thể thu gọn và kéo dài thành hình bán bầu dục. Thằn lằn xanh Anon là loài thằn lằn nhanh nhẹn và linh hoạt, thường leo trèo trên các cành cây và các bề mặt khác. Mặc dù chúng có thể trở nên thân thiện và tương tác với con người, nhưng chúng thường là những loài thằn lằn nhút nhát khi cảm thấy bị đe dọa. Panther chameleon, tắc kè hoa. Tắc kè hoa, chúng có nguồn gốc từ những khu rừng rậm nhiệt đới Madagascar, được xem là một trong các loài màu sắc đẹp nhất. Chúng nổi tiếng với khả năng thay đổi màu sắc, với vô số màu sắc tươi sáng phản ánh tâm trạng, môi trường và cảm xúc của chúng. Chúng có kích thước từ 35 đến 50 cm, lưỡi của chúng khá dài và linh hoạt, có thể nhanh chóng bắt được con mồi từ khoảng cách xa. Lưỡi của chúng có thể được dài ra và rút vào một cách nhanh chóng và linh hoạt. Tắc kè hoa là loài thằn lằn thụ động và nhút nhát, chúng di chuyển khá chậm chạp và thường tránh xa sự tiếp xúc trực tiếp với con người. Blue Togger the Skink, thằn lằn lưỡi xanh. Thằn lằn lưỡi xanh có nguồn gốc từ nước Úc, là loài thằn lằn có kích thước lớn, với chiều dài cơ thể thường dao động từ 45 đến 60 cm. Đặc điểm nổi bật nhất là chúng có một chiếc lưỡi màu xanh lam hoặc xanh đậm. Khi bị đe dọa, chúng thường mở miệng và hiển thị lưỡi màu xanh này để đe dọa kẻ thù hoặc thể hiện tâm trạng. Thằn lằn lưỡi xanh thường có tính cách nhẹ nhàng và thân thiện khi được nuôi trong môi trường nhà. Chúng có thể sống từ 15 đến 20 năm khi được chăm sóc đúng cách. Tokay gecko, người Việt chúng ta thường gọi là tắc kè. Tắc kè là loài khá phổ biến ở Việt Nam, nhưng chúng rất được yêu thích ở thế giới. Tắc kè thường là loài nhút nhát và thận trọng khi tiếp xúc với con người. Chúng có thể phản ứng bằng cách cắn hoặc phun nước bọt từ miệng khi cảm thấy bị đe dọa. Chúng có màu sắc đa dạng, từ xanh lá cây, đỏ và cam đến màu xanh dương, là loài độc lập, thích sống một mình trong môi trường tự nhiên của mình. Iguana, rồng Nam Mỹ. Rồng Nam Mỹ là các loài thằn lằn có kích thước lớn, với chiều dài cơ thể có thể đạt 2 mét với con lớn. Chúng có đuôi dài, thường chiếm phần lớn chiều dài cơ thể. Đuôi thường được sử dụng để cân bằng và làm nơi ổn định khi leo trèo. Rồng Nam Mỹ có màu sắc đa dạng, từ màu xanh lá cây, nâu, xám đến màu cam, đỏ và vàng. Tính cách của chúng có thể khác nhau tùy thuộc vào loài và mức độ quen với con người. Một số có thể trở nên thân thiện và dễ gần, trong khi một số khác có thể nhút nhát hoặc hung dữ khi cảm thấy đe dọa. Chúng là loài thuần chay, chủ yếu là loài ăn thực vật, ưa thích các loại lá, hoa và trái cây. Chúng cũng có thể ăn cỏ và một số loài thức ăn thực vật khác. Dây gecko, tắc kè ngày. Tắc kè ngày có nguồn gốc từ đảo Madagascar. Chúng có chiều dài từ 10 đến 25 cm, với thân hình dài màu xanh lá cây cộng thêm đường sọc dài quanh mắt rất dễ nhận biết. Chúng là loài thằn lằn nhanh nhẹn và linh hoạt, vì thế môi trường sống chúng phải rộng rãi để leo trèo và có nơi ẩn náu. Chúng là loài ăn tạp và thích ăn côn trùng, thực vật và bật hoa. Red-eyed crocodile skink, cá sấu mắt đỏ. Nếu bạn yêu thích khám phá hoặc tìm hiểu về loài khủng long thì đây có thể là loài thằn lằn lý tưởng. Chúng có nguồn gốc từ Papua New Guinea. Thằn lằn này có vảy mịn và bề ngoài giống như một con cá sấu nhỏ thực thụ. Đặc điểm nổi bật nhất là khu vực quanh mắt có màu cam sáng, tương tự như gấu trúc. Kích thước chỉ đạt 15 đến 25 cm khi trưởng thành. Chúng khá nhút nhát và thường ẩn náu dưới các lớp lá hoặc trong các hang đá nhỏ. Chúng chủ yếu ăn côn trùng và động vật nhỏ. Thức ăn cho cá sấu mắt đỏ thường bao gồm các loại côn trùng như châu chấu, dế mèn, giun và các loại thức ăn chế biến sẵn.